Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình tối nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 5. Điện Biên Phủ, chiến thắng của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam. Đa dạng hình thức tiếp cận truyền hình Tuyên Quang, độ nét cao HD. Tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hướng tới mục tiêu nhà nhà tiết kiệm điện, người người tiết kiệm điện. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thăm chính thức Hàn Quốc. Trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra mối đe dọa khẩn cấp hơn cả biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 69 năm, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2023, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu là một mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân vì độc lập tự do trong thế kỷ 20. Chiến thắng vang dội đó đã để lại nhiều bài học sâu sắc, hiện vẫn còn nguyên giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Ngày 20 tháng 11 năm 1953, quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ và xây dựng thành tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất ở chiến trường Đông Dương. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Phương châm tác chiến là đánh chắc, tiến chắc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm tư lệnh chiến dịch. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta mở đợt tiến công thứ nhất vào cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 5 ngày chiến đấu, tiêu điểm hai cứ điểm Him Lam và Độc Lập. Ngày 30 tháng 3 năm 1954, quân ta mở đợt tấn công thứ hai, đánh đồng loạt các ngọn đồi phía đông của quân khu trung tâm, tiêu diệt 2.500 tên địch, chiếm lĩnh phần lớn các ngọn đồi phía đông. Ngày 1 tháng 5 năm 1954, ta mở đợt tấn công thứ ba, đánh chiếm những cứ điểm còn lại, làm tiền đề để tiêu diệt nốt đồi A1 và C2. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, bộ đội ta phất cao cờ chiến thắng, tướng cờ Kateri và toàn bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm bị bắt sống. Sau 65 ngày đêm chiến đấu, ta tiêu diệt và bắt sống hơn 16.000 tên địch, tịch thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng, phương tiện của địch và giành thắng lợi vang dội. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta, buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Những năm qua, giáo dục truyền thống cách mạng luôn được các trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện, qua đó hun đúc lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong các em học sinh. Tại trường Trung học cơ sở Tứ Quận, huyện Lý Sơn, bài học hôm nay là về chiến thắng Điện Biên Phủ. Những thước phim lịch sử đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân. Được xem những video, những hình ảnh này, em thấy trong những tiết học đấy thật sự rất bổ ích, rất sinh động, giúp em có thể tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước ta. Đối với lại cái tiết học nói về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, thì trước tiên là bản thân tôi là phải tìm hiểu kỹ đó, về cái chiến dịch này, và thứ hai nữa là tôi phải tìm hiểu những cái thông tin, rồi là những cái video, những cái hình ảnh nói về cái chiến dịch này. Trong những năm qua, tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc ta, trong đó có tầm vóc ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ, luôn được các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện. Các trường học đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, linh hoạt trong việc triển khai các nội dung và hình thức để học sinh dễ tiếp cận, đa dạng các hình thức dạy và học. Đó là cách làm hiệu quả, khơi gợi tình yêu lịch sử dân tộc và giáo dục truyền thống cho học sinh. Những hình ảnh, video lịch sử đã giúp học sinh có thể tiếp thu kiến thức nhanh nhất. Hòa chung với không khí kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì trường tiểu học Phan Thiết đã tổ chức rất nhiều những cái hoạt động vô cùng ý nghĩa, như là các buổi hoạt động ngoại khóa này, rồi cho các em học sinh xem tư liệu,
tổ chức cuộc thi vẽ tranh nhằm nâng cao cái nhận thức của các em học sinh trong nhà trường về tầm vóc cũng như là ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Giáo dục lịch sử, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ trẻ là một việc làm cần thiết và quan trọng. Thông qua những tiết dạy, các hoạt động trải nghiệm giúp các em vun đắp thêm tình yêu quê hương đất nước. Những ngày này, nhiều doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng tốc sản xuất, phát triển, mở rộng thị trường với kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng trong quý 2 này, tạo đà cho các quý tiếp theo và cả năm 2023. 4 tháng của năm 2023 đã trôi qua. Hiện nay, công ty này đang nỗ lực đẩy nhanh sản xuất, bù lại khoảng thời gian của tháng đầu năm nghỉ Tết dài ngày. Thời điểm này, cả ở mảng sản xuất và xuất khẩu đều đang có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn so với cùng kỳ năm trước, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng giá trị sản xuất chung của tỉnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cho biết dự kiến những tháng tới, xuất khẩu sản phẩm sang các nước truyền thống có thể vẫn còn nhiều thách thức, nên việc linh hoạt nghiên cứu thêm thị trường mới tiềm năng đang là hướng đi của họ. Chúng tôi đánh giá lạc quan về hoạt động sản xuất hiện nay ở Tuyên Quang, khi chỉ số mua hàng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp bắt đầu có sự gia tăng trở lại. Đầu tư ở Tuyên Quang cũng đang trên đà duy trì tích cực. Tuy nhiên thì hiện nay nhu cầu tiêu dùng của nhiều thị trường truyền thống trên thế giới đang chững lại. Chúng tôi cũng đang phải chủ động tìm kiếm thêm nhiều thị trường mới để thúc đẩy sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động tại các nhà máy. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 20.400 tỷ đồng. Theo số liệu mới nhất của Sở Công Thương cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đạt trên 6.225 tỷ đồng. Tuy có tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm ngoái, hơn 18%, tuy nhiên nếu so với bình quân của năm 2023 thì thấp hơn so với kế hoạch, tức là mới chỉ đạt ở mức 30,5%. Nguyên nhân chủ yếu là do ở những tháng đầu năm, khi giá nguyên vật liệu tăng cao, lượng hàng tồn kho lớn đã ảnh hưởng tới hoạt động của một số doanh nghiệp. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, cũng như không để lỡ nhịp phục hồi tăng trưởng kinh tế, hiện các doanh nghiệp đang tăng tốc sản xuất kinh doanh với những nỗ lực cao nhất. Ban quản lý công nghiệp tỉnh tăng cường với cái đối thoại với các doanh nghiệp, tìm những cái vấn đề vướng mắc khó khăn với các doanh nghiệp để cùng nhau để tháo gỡ, để làm sao các doanh nghiệp có cái hướng và đẩy mạnh về cái sản xuất và xuất khẩu. Cũng tham mưu cho tỉnh để đẩy nhanh cái tiến độ để thẩm định và phê duyệt cái điều chỉnh chủ trương cho đối với các dự án mà đang có cái nhu cầu điều chỉnh tăng quy mô công suất. Với quyết tâm và sự tăng tốc sản xuất kinh doanh như hiện nay của các doanh nghiệp sẽ mang lại những cơ hội tốt để tăng trưởng trong thời gian tới, đồng thời ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra về giá trị sản xuất công nghiệp trong năm nay. Trên cơ sở yêu cầu ngày càng cao của thị trường đối tác nước ngoài, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã hỗ trợ một số doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng mã số vùng trồng cho một số diện tích vùng nguyên liệu, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản xuất khẩu. Để mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là sang thị trường khó tính EU, năm 2022, qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công ty này đã xin cấp được 3 mã số vùng trồng với trên 53 hectare chè. Việc xây dựng mã số vùng trồng giúp truy xuất nguồn gốc, đảm bảo các điều kiện khắt khe về an toàn thực phẩm, đồng thời thay đổi tư duy, nhận thức của người lao động. Các hộ liên kết trong việc tổ chức sản xuất theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững. Cuối năm ngoái, lần đầu tiên, sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Khi mà mình có cái sản phẩm của cái chè, sản phẩm của chè EU ấy, thì về thị trường thì cũng nhiều khách hàng đến với công ty lắm. Với 3 mã số vùng trồng này thì công ty mà sẽ xuất khẩu, hướng tới là xuất khẩu ra thị trường EU khoảng 500 tấn chè. Gần đây, các nước trên thế giới đưa ra các yêu cầu khắt khe về các mặt hàng nông sản. Theo đó, muốn xuất khẩu các sản phẩm sang thị trường các nước thì điều kiện quan trọng là các mặt hàng nông sản phải được sản xuất từ vùng trồng được cấp mã số. Đến nay, toàn tỉnh cấp được 10 mã số vùng trồng, trong đó 8 mã số vùng trồng chè và 1 mã số vùng trồng bưởi đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường EU. 1 mã số vùng trồng thanh long đủ điều kiện xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc. Việc này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường các nước mà còn giúp các sản phẩm nông sản định hình thương hiệu. Trong thời gian tới thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thì tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức là tập huấn để nâng cao nhận thức cho các cái
tổ chức cá nhân về cái ý nghĩa của lợi ích của cái việc cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh, kết nối với các cái doanh nghiệp xuất khẩu nông sản để xây dựng các cái chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Việc xây dựng mã số vùng trồng trong thời gian qua tuy còn chưa nhiều, nhưng đây là bước đầu để các doanh nghiệp hợp tác xã đảm bảo được yêu cầu của đối tác về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm. Nhờ đó, các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh từng bước được đảm bảo về an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của các thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay trên địa bàn tỉnh rất nhiều hộ nông dân đã bắt kịp với chuyển đổi số. Chuyển đổi số không chỉ ở trong sản xuất nông nghiệp mà còn ở trong khâu liên kết quảng bá tiêu thụ sản phẩm, làm tăng khả năng cạnh tranh nông sản trên thị trường. Là một trong những hộ dân trồng cà chua trái vụ đầu tiên ở xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, anh Nguyễn Văn Bách hiện đang chăm sóc 3.600 m² diện tích cây cà chua giống TV20 của Thái Lan và thu hái những lứa quả đầu tiên. Vì là giống trái vụ nên giá sẽ cao và đắt hàng hơn. Giá bán hiện tại đang dao động từ 8 đến 12.000 đồng một kg. Để quảng bá sản phẩm của mình, anh đã quay video và chia sẻ lên trang Facebook cá nhân và các hội nhóm khác. Từ đó đơn hàng anh nhận được cũng nhiều hơn. Tôi cũng sử dụng cái điện thoại thông minh và công nghệ 4.0 bây giờ, và mình sẽ quảng bá tất cả những cái hình ảnh và cái chất lượng của sản phẩm mình ra thị trường. Và từ đó những cái nguồn hàng của mình sẽ đưa đi tới nhiều nơi và tiêu thụ tốt hơn. Và nhiều người biết đến cái mặt hàng của mình hơn. Hiện nay một số hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đang chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, ứng dụng các công nghệ mới tiên tiến vào sản xuất như công nghệ thủy canh hay công nghệ tưới nhỏ giọt sản xuất trong nhà màng. Những ưu thế mà công nghệ mang lại là sản xuất với chi phí thấp nhưng bán ra với giá thị trường cao. Người sản xuất còn được kết nối trực tiếp đưa nông sản tới tay người tiêu dùng và không qua khâu trung gian nên việc quảng bá sản phẩm được dễ dàng hơn. Để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp thì ngành đã tích cực triển khai để giúp đỡ nông dân, nhất là đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Đây là một trong những cái chuyển biến tích cực vừa quảng bá sản phẩm và kích cầu trong tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai nữa là dán tem truy xuất nguồn gốc, một trong những vật đột phá ngành đã triển khai. Thứ ba nữa là đã triển khai trong công tác là ứng dụng dự báo dự tính dịch bệnh sâu bệnh hại trên cây trồng. Và thứ tư nữa là ứng dụng trong việc là duy trì độ ẩm, tưới nước và kiểm soát dinh dưỡng cho cây trồng. Thứ năm nữa là triển khai vấn đề về ứng dụng trong cái vấn đề về chi trả dịch vụ môi trường rừng qua các chuyển tài khoản và cấp cái mã số vùng trồng. Đây là một trong những cái điều kiện cần và đủ để cơ hội xuất khẩu sang nước ngoài. Có thể thấy chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ tạo sự đột phá về năng suất chất lượng mà còn làm tăng khả năng cạnh tranh cho nông sản trên thị trường. Các cấp các ngành đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nông dân, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, thúc đẩy hộ sản xuất nông nghiệp chủ động tham gia kết nối tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Cung cấp truyền hình chất lượng, độ nét cao đã được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang thực hiện trong nhiều năm qua. Trên kênh TTV, truyền hình độ nét cao đã nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Tuy nhiên, người dân cũng cần chú ý lựa chọn cách thức xem truyền hình chất lượng cũng như trang thiết bị hợp chuẩn đồng bộ để có được các chương trình truyền hình chất lượng tốt nhất. Vợ chồng anh Lương ở xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang thường xuyên theo dõi truyền hình Tuyên Quang qua dịch vụ truyền hình trả tiền. Khi chưa lắp đặt thu truyền hình số mặt đất, anh so sánh chất lượng hình ảnh giữa kênh truyền hình Tuyên Quang và các kênh truyền hình HD của VTV và nhận thấy có sự khác biệt. Đó là hình ảnh kênh TTV không được nét tương ứng với độ phân giải truyền hình HD. Tuy nhiên, khi tiến hành một vài thao tác đơn giản lắp đặt thu truyền hình số mặt đất, chất lượng hình ảnh kênh truyền hình Tuyên Quang đã hoàn toàn tương đồng với các kênh HD của VTV. Tôi xem cảm thấy hai cái là nó khác hẳn nhau. Mà cái đầu thu truyền hình số là nó nét hơn, độ phân giải tốt hơn. Mong muốn là ở bên nhà mạng thì sẽ làm thế nào được cái đường truyền của cái kênh truyền hình Tuyên Quang này nó tốt hơn để cho chúng tôi xem nó nét hơn như những mọi kênh kia.
ai thế thôi, là người dân ấy cũng mong muốn là nhà mạng nâng lên để cho nó rõ nét hơn, như kiểu là xem truyền hình của Tuyên Quang số mặt đất ấy, tôi thấy xem cái đấy nó nét hơn. Lĩnh vực truyền hình ngày càng phát triển với nhiều nền tảng phát sóng. Có nhiều dịch vụ truyền hình được cung cấp đến khán giả xem truyền hình. Do đó, người dân cũng cần lựa chọn dịch vụ phù hợp để có chất lượng hình ảnh tốt nhất. Hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã phủ sóng phát thanh, sóng truyền hình với độ nét cao HD qua rất nhiều các nền tảng khác nhau. Phát sóng không chỉ ở Tuyên Quang, ở Việt Nam mà các nước trên thế giới thông qua hệ thống vệ tinh, qua hệ thống máy phát số mặt đất, hệ thống truyền hình cáp qua các nền tảng số, Internet, IPTV, OTT của các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trong nước. Người xem có thể xem các kênh phát thanh và truyền hình ngay trên trang web của đài hoặc trang fanpage, Facebook, kênh YouTube. Người dân hiện nay đã có và nhiều phương thức để xem truyền hình Tuyên Quang. Ở mỗi địa bàn, khoảng cách địa lý khác nhau cũng đòi hỏi có những yêu cầu kỹ thuật để có chất lượng âm thanh, hình ảnh, kênh truyền hình tốt. Người dân cần có sự tìm hiểu, nhận sự tư vấn để sử dụng các phương thức, phương tiện xem kênh truyền hình Tuyên Quang với chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt nhất. Nguồn phát hiện nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang thì đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn độ nét cao HD. Tôi lấy ví dụ như người dân ở thành phố Tuyên Quang hoặc các vùng lân cận có thể sử dụng TV, anten để thu sóng kênh truyền hình Tuyên Quang và một số kênh của VTV, VTC với chất lượng hình ảnh độ nét HD mà hoàn toàn miễn phí. Đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa có thể sử dụng đầu thu vệ tinh để thu sóng phát thanh truyền hình Tuyên Quang hoặc sử dụng các thiết bị thông minh như điện thoại smartphone, smart TV và các TV box cũng có thể xem được các kênh của truyền hình Tuyên Quang. Tuy nhiên, cần lưu ý đối với người xem kênh truyền hình là khi sử dụng các thiết bị này mà tốc độ mạng thấp hoặc dùng một số thiết bị TV box không hợp chuẩn bán trôi nổi trên thị trường dẫn đến giảm chất lượng hình ảnh, âm thanh khi xem hoặc đang xem bị dừng hình, đứng hình, giật hình. Bên cạnh đó, một số nhà cung cấp dịch vụ truyền hình Internet trên nền tảng IPTV, OTT trong nước chưa đáp ứng được đủ hạ tầng, trang thiết bị để truyền tải kênh truyền hình Tuyên Quang với chất lượng cao đến người xem cũng gây nên một số hiện tượng như trên. Tín hiệu truyền hình với độ nét cao, tuy nhiên các thiết bị thu tại các hộ gia đình không đồng bộ, băng thông Internet không ổn định cũng là những nguyên nhân dẫn tới chất lượng hình ảnh, âm thanh chưa tốt. Xác định mục tiêu phục vụ người dân, khán giả các chương trình truyền hình tốt nhất, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp dịch vụ, các đối tác để nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình, phục vụ khán giả ngày càng tốt hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, cần tránh tình trạng tăng giá hàng hóa theo giá điện. Trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra mối đe dọa khẩn cấp hơn cả biến đổi khí hậu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên xảy ra ở cả Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vừa xảy ra, nước ta một lần nữa đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trên toàn lãnh thổ Việt Nam, vượt qua mức kỷ lục 43,3 độ xuất hiện vào ngày 20 tháng 4 năm 2019. Đó chính là tại Hồi Xuân, Thanh Hóa, với mức nhiệt là 44,1 vào hôm qua mùng 6 tháng 5. Ngoài ra một số nơi cũng có nhiệt độ cao trên 43 độ như Lạc Sơn, Hòa Bình 43,4 độ, Tương Dương, Nghệ An 43,5 độ. Cũng theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng gay gắt diện rộng có khả năng mạnh nhất của tháng 5 năm 2023. Sau đợt nắng nóng diện rộng này, Bắc Bộ, miền Trung liên tục có mưa dông nên trời mát mẻ. Ngày hôm nay, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ có xu hướng giảm dần. Cũng vào đúng dịp nắng nóng, giá bán lẻ điện bình quân cũng nóng lên khi chính thức tăng lên mức 1.920,37 đồng 1 kWh. Như vậy, mỗi kWh điện sẽ tăng gần 56 đồng. Trong việc tăng giá điện, chính phủ cần kiểm soát giá cả để tránh tình trạng giá cả hàng hóa tăng theo, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Theo doanh nghiệp này, giá điện chiếm tỷ trọng rất cao trong giá thành sản xuất gạch ốp lát. Không những vậy, trong thời gian qua, hầu hết các nguyên liệu sản xuất như giá dầu, khí, than đã tăng cao làm cho giá thành sản xuất đã rất cao trong khi giá bán các sản phẩm chưa thể tăng giá, dẫn tới tỷ lệ tồn kho lớn. Thêm tác động giá điện tăng sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá thành sản phẩm.
bản chất nó ảnh hưởng. Chúng ta nói ảnh hưởng ít hay nhiều không biết, nhưng ảnh hưởng. Ảnh hưởng nó một là cái giá thành, và làm cái giá thành nó cao lên thì cái khả năng bán hàng ra thị trường của tôi cũng rất khó hơn. Mức tăng bình quân 3% tuy không lớn, nhưng giá điện vẫn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân khi mùa nắng nóng đã tới. Hiện nay áp dụng biểu giá điện sinh hoạt thang 6 bậc lũy tiến, với nguyên tắc dùng càng nhiều thì càng phải tăng bậc với giá cao hơn. Vì thế, giá điện tăng cao hơn cũng là một áp lực lớn cho người dân vào dịp này. Tăng lên 3% thì nó sẽ tạo nên một cái áp lực về chi phí cho các cơ sở kinh doanh hay là chủ nhà hàng. Từ năm 2019 đến trước ngày 4 tháng 5 năm nay, giá điện chưa được điều chỉnh. Trong khi, theo quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân nêu rõ, nếu chi phí đầu vào của ngành điện tăng, giảm với mức 3% trở lên, thì EVN được điều chỉnh giá điện bán lẻ tương ứng. Mức tăng ở lần điều chỉnh này, EVN chỉ được tăng giá bán lẻ bình quân là 3% để đảm bảo tránh gây cú sốc cho nền kinh tế. Cái việc mà điều chỉnh giá điện là cần thiết, vừa đảm bảo cái sản xuất kinh doanh của EVN và đồng thời cũng là để đảm bảo cái cung điện cho tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân. Với cái mức tăng rất là thấp, chỉ tăng có 3%, và điều này thì nó sẽ tác động trực tiếp tới CPI là làm tăng khoảng 0,1%. Theo các chuyên gia, mức tăng 3% là rất thấp, không bị giật cục, có lộ trình, bảo đảm tình hình chính trị xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, việc tăng giá điện lần này dù ít hay nhiều chắc chắn sẽ tác động không chỉ với sản xuất mà cả tiêu dùng, trực tiếp lẫn gián tiếp. Giá điện tăng có thể xảy ra tình trạng té nước theo mưa, làm tăng giá hàng hóa, tăng chỉ số CPI. Vì vậy, ngoài chính sách bình ổn giá, cơ quan quản lý cần xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá điện để tạo hiệu ứng tăng giá các mặt hàng một cách thiếu kiểm soát, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu. Để đảm bảo giá điện tăng không ảnh hưởng quá nhiều đến người tiêu dùng, ngành điện đang tích cực tuyên truyền khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm trong mùa nắng nóng. Những ngày này, các cán bộ công nhân ngành điện thường xuyên có mặt tại các doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra các thiết bị điện, tuyên truyền cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng điện đảm bảo an toàn tiết kiệm. Đồng thời, khuyến khích khách hàng hạn chế sản xuất vào những giờ cao điểm, góp phần sử dụng điện tiết kiệm, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Trong cái tiết kiệm điện, một số những cái mà chạy 24/24 thì chúng tôi đã có những hệ thống lắp biến tần để khi khởi động nó giảm cái dòng điện tiêu hao, và khi khởi động thì chúng tôi giảm rất nhiều, và những cái máy móc lớn là chúng tôi chạy trong giờ thấp điểm 100% trong giờ thấp điểm, không chạy trong giờ cao điểm. Bên cạnh việc đảm bảo cung ứng điện an toàn liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, công ty điện lực tỉnh luôn chú trọng tới công tác tuyên truyền tiết kiệm điện tới khách hàng. Đối với các khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sản lượng tiêu thụ điện lớn, ngành điện đã phối hợp xây dựng các trạm biến áp riêng để đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đồng thời tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hướng tới mục tiêu nhà nhà tiết kiệm điện, người người tiết kiệm điện. Trong quá trình sản xuất kinh doanh này thì điện năng tiêu thụ của bên mọi cái ấy, thì nó cũng sẽ tăng đột biến so với mọi lần. Chúng tôi cũng để ý đến cái việc đó và nhắc nhân viên là để ý về cái việc bật bóng và tắt bóng trong thời gian sử dụng, và để ý về cái việc phòng tránh cháy nổ nữa. Ngành điện chúng tôi luôn tuyên truyền đến từng người dân, từng khách hàng về cách thức sử dụng điện tiết kiệm nhất, và tuyên truyền cho người dân về những app chăm sóc khách hàng, và trong đó người dân có thể truy cập vào những app đó để có thể theo dõi cái sản lượng tiêu thụ điện của mình cũng như là những cái chỉ số bất thường. Tiết kiệm điện, hạn chế tối đa việc sử dụng điện trong những giờ cao điểm để tránh gây quá tải cục bộ lưới điện là thông điệp mà ngành điện truyền tải tới khách hàng. Qua đây tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, tạo ra sự thi đua trong mỗi gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, góp phần tiết kiệm năng lượng vì sự phát triển bền vững của đất nước. Như thường lệ vào tối chủ nhật hàng tuần, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tiếp xúc đối thoại với công nhân lao động trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Hội nghị là diễn đàn để đại biểu Quốc hội tiếp xúc, lắng nghe,
thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri là công nhân lao động về việc làm, thu nhập và đời sống để đại biểu Quốc hội tổng hợp và phản ánh ý kiến với Quốc hội, các cơ quan tổ chức, hữu quan, góp phần xây dựng chính sách, pháp luật bảo đảm khả thi, sát thực tế. Các ý kiến đối thoại tại hội nghị tập trung vào một số nội dung như đề nghị Quốc hội tăng lương tối thiểu vùng cho công nhân, cải thiện đời sống của công nhân lao động, hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp. Trao đổi với công nhân người lao động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâm khẳng định, Tuyên Quang sẽ tiếp tục quan tâm có những chính sách cụ thể để chăm lo, nâng cao đời sống cho công nhân, người lao động. Những kiến nghị của công nhân người lao động sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu, tổng hợp để chuyển tới Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Cũng trong tuần qua, đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã thăm và làm việc tại Tuyên Quang. Tại buổi làm việc, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã thảo luận, đề cập đến các vấn đề về hợp tác quốc tế, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là thế mạnh của các địa phương trong nước liên quan đến việc tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư FDI, ODA, hợp tác về du lịch, giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân. Các đại biểu cũng đã được nghe thông tin nhanh một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế xã hội của Tuyên Quang, những thế mạnh của tỉnh trong thu hút đầu tư. Tỉnh Tuyên Quang mong muốn thông qua các cơ quan ngoại giao sẽ quảng bá hình ảnh, thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống cũng như thiết lập, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác cấp địa phương với các địa phương nước ngoài. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, tỉnh Tuyên Quang đã đón khoảng 145.000 lượt khách, chủ yếu khách nội địa, trong đó khách lưu trú khoảng 29.500 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 139 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022. Số khu điểm du lịch thu hút đông du khách tới tham quan là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, khu danh lam thắng cảnh Na Hang Lâm Bình và các điểm du lịch cộng đồng, quảng trường Nguyễn Tất Thành, khu sử khoáng Mỹ Lâm, thác Bản Ba và các điểm du lịch khác. Các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn được đảm bảo về số lượng và chất lượng. Địa phương cũng chú trọng thực hiện các quy tắc về an toàn phòng chống dịch cho du khách theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Xin được chuyển sang các phần tin thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 7 tháng 5 đến Hàn Quốc để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in, đánh dấu việc nối lại toàn diện ngoại giao con thoi giữa lãnh đạo hai nước sau 12 năm. Chuyến thăm Seoul của ông Kishida diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương Hàn-Nhật đã ấm lên đáng kể sau quyết định hồi tháng 3 của chính phủ Hàn Quốc về việc giải quyết bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị Nhật Bản cưỡng bức lao động trong thời chiến mà không có sự đóng góp của các công ty Nhật Bản. Chuyến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 5 của ông Kishida sẽ là chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản sau 12 năm, đánh dấu việc hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ song phương, vốn bị đình trệ lâu nay do các bất đồng về vấn đề quá khứ lịch sử và cũng là để thực hiện thỏa thuận đã thông qua tại hội nghị ở Tokyo hồi tháng 3 vừa qua. Trong ngày mùng 8 tháng 5, Thủ tướng Kishida sẽ tổ chức các cuộc họp với các thành viên của Hiệp hội Nghị sĩ Hàn Quốc-Nhật Bản, hội nghị bàn tròn với các chủ tịch tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Liên Hợp Quốc mới đây cho biết, cơ quan này đang tìm cách mở rộng sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và yêu cầu các bên liên quan tham gia một cách xây dựng. Lời kêu gọi được đưa ra khi Trung tâm Điều phối Ngũ cốc gồm các quan chức Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa cấp phép cho các tàu mới tham gia sáng kiến, giúp đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc Ukraine và những nông sản khác từ các cảng Biển Đen. Trung tâm Điều phối Ngũ cốc vẫn duy trì các hoạt động giám sát hàng ngày với những tàu đã được cấp phép. Các đại diện của Liên Hợp Quốc sẽ tham gia cuộc họp cấp chuyên viên do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì để thảo luận về sáng kiến này, chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao hơn dự kiến diễn ra vào tuần tới ở Istanbul với sự tham dự của đại diện tất cả các bên, gồm Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra mối đe dọa khẩn cấp hơn cả biến đổi khí hậu. Đây là nhận định mới được nhà khoa học tiên phong nghiên cứu về AI Gerard Hinton đưa ra. Ông Hinton được biết đến là một trong những cha đẻ của AI. Ông cho biết muốn được nói rõ ràng hơn về những nguy cơ từ công nghệ này mà không gây ảnh hưởng tới công ty cũ. Công việc của ông Hinton được đánh giá là đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của các hệ thống AI ngày nay. Tháng 4 năm 2023, giám đốc điều hành CEO Elon Musk của Twitter cùng với nhiều lãnh đạo các công ty công nghệ lớn đã cùng ký vào bức thư ngỏ kêu gọi tạm ngừng 6 tháng việc phát triển những hệ thống khác mạnh hơn hệ thống GPT-4 của OpenAI.
60 giây cập nhật. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục phương thức xét tuyển đại học năm 2023. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến. Theo đó, thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ http://thisinh.thithuocnghiepchunghocphothong.edu.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được nhà trường cấp để đăng ký nguyện vọng. Trong thời gian thí sinh đăng ký xét tuyển, thí sinh chọn cung cấp dữ liệu trên hệ thống để xét tuyển. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả học tập bậc trung học phổ thông, kết quả thi đánh giá năng lực tư duy. Cơ sở đào tạo sẽ phải xét tuyển tất cả các phương thức xét tuyển cho thí sinh nếu thí sinh có đăng ký xét tuyển và đủ điều kiện xét tuyển. Chương trình thời sự tối mùng 7 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.